Giai đoạn mới đưa vào trồng, xã chỉ trồng thử nghiệm 3 sào. Sau 3 tháng chăm sóc, những khóm mang tây đầu tiên đã cho thu bói. Sau 6 tháng cho thu hoạch rộ. Trung bình mỗi sao mang tây được 3 kg mỗi ngày với giá 50.000 đồng một kg thương lái thu tại vườn. Sau một năm trồng măng tây, trừ chi phí, người nông dân có thể thu lãi từ 20 triệu đồng một sào, cao gấp 10 lần so với trồng lúa. Trung bình mỗi sào măng tây, chi phí đầu tư khoảng 8 triệu, gồm tiền giống, phân bón, dây buộc, cây chống.